nó ở trước đây người ta vẫn coi là những vấn đề thầm kín và người ta chỉ thì thầm với nhau trên giường thôi, không mấy khi người ta mang ra ngoài để người ta bày cả. Tuy nhiên là trong những năm gần đây thì cái vấn đề tình dục của chúng ta đã được cởi mở rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần search một cái từ khóa rất đơn giản, ngắn gọn vào một cái Google, chúng ta sẽ ra hàng nghìn những trang web liên quan đến chuyện tình tình cảm, tình dục. Và chúng ta cũng đồng thời chúng ta được rất nhiều các cái cơ sở, các cái phòng khám về tình dục, về sức khỏe sinh sản nở ra như hoa luôn trong thời gian gần đây. Và cái minh chứng cho cái điều này, cho cái sự cởi mở về chuyện tình dục của chúng ta, đấy là bây giờ chúng ta đã mang được cái chuyện tình dục ra này, ra trên giữa thanh thiên bạch nhật để chúng ta bàn luận về nó. Thế thì rõ ràng là cái quan niệm về tình dục thay đổi, nhưng cái mà cố hữu trong tâm tưởng của người ta nó vẫn còn chưa thể thay đổi được. Đấy là cái sự khác biệt về đặc tính, về cái quan niệm tình dục của nam và nữ. Tại sao người nam giới thì luôn luôn được quyền nói, được quyền đòi hỏi, được quyền nói ra rằng bây giờ là tôi muốn, chúng ta lại cấm đoán người phụ nữ nói chuyện đó? Đấy là một sự bất bình đẳng rất là lớn trong 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 xã hội, mặc dù chúng ta cởi mở nhưng vẫn bất bình đẳng. Giống như chị Thủy vừa nói đấy, rõ ràng người phụ nữ cũng có nhu cầu, người ta cũng có quyền để đòi hỏi chuyện đó, tại sao người ta không nói? Mà anh nam giới trong lúc mà chờ vợ mang bầu, trong lúc mà không có điều kiện để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình, thì anh ta có quyền để chạy đi một chỗ khác để giải tỏa được nhu cầu của mình, trong khi đó người phụ nữ thì không. Thế thì một hôm tôi ngồi tôi khám bệnh, một cái câu chuyện như thế này thì rất là buồn cười. Vừa khám bệnh xong, thế là một anh bước vào anh khám vì một cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khám xong bác sĩ mới thông báo rằng bạn đã bị lậu rồi đấy. Thế là anh rút phắt một cái điện thoại ra và anh chửi vợ. Rõ ràng là anh chửi vợ luôn, ngay kể cả trước mặt bác sĩ luôn, và anh cho rằng là đấy là tại vợ. Thế thì để cho anh hạ hỏa một lúc, ngồi phân tích mới hỏi, anh mới nói rằng là em nói thật, em cũng hy sinh rất vất vả, đi cùng trường bao nhiêu năm nay để chỉ làm việc để mang về cho nuôi nấng gia đình thôi, em chả có gì cả. Mỗi một tối hôm qua em mới chỉ uống rượu rồi em đi ra ngoài massage một tí thôi, em có làm gì đâu đấy. Thế nhưng mà bây giờ về nhà quan hệ với vợ thì bây giờ em bị thế này. Thế thì rõ ràng là ông ấy đêm hôm qua, hôm trước ông vẫn còn đi massage bên ngoài, thì ông cho rằng cái việc đấy là bình thường, mà ngày hôm sau ông bị nhiễm, bị mắc lậu rồi ông lại nghĩ rằng đấy là do bà vợ. Và cái điều đấy là chúng ta thấy rằng nó bất bình đẳng ngay trong quan niệm của con người. Thế thì có rất là nhiều cái yếu tố làm cho cái chuyện đó. Nhưng mà như vậy chị Thủy nói và anh Thư có nói rằng là rõ ràng người phụ nữ rất vất vả, vừa phải lo toan việc xã hội, đảm việc nước, giỏi việc nhà, đảm việc nước. Thế thì mà lại phải lo toan cái chuyện chèo chống chuyện đấy, thì nói thật là cái này, điều đấy thì không phải phải không không nhất thiết phải vậy. Anh em nam giới cũng thế. Anh em nam giới tôi thấy rằng là cái việc mà họ phải vứt bỏ tất cả những gánh nặng công việc, vứt bỏ thời gian đến để tìm vượt qua được cái mặc cảm cá nhân, để đến phòng khám nam khoa để muốn rằng cho em khỏe lên một tí nữa, thì đấy là cái mong muốn, là muốn phục vụ chị em phụ nữ chứ đâu có phải, là mỗi cái chị em phục vụ chúng tôi đâu đấy. cho nên là cái riêng cái điều đấy thì tôi thấy rằng hơi oan cho anh em một tí. Đa phần là nam giới luôn luôn khi mà bước vào một cái cuộc yêu chẳng hạn, thì người nam giới sẽ phải chịu một cái áp lực nhiều hơn người phụ nữ, bởi vì người nam giới cũng chính do cái sự quan niệm như thế cho nên người nam giới luôn luôn là có một cái áp lực đè nặng, một cái áp lực rất vô hình đè nặng lên vai mình rằng là mình phải là người chủ động, mình là phải là người dẫn đầu, mình phải luôn luôn là người chiến thắng trong cái cuộc chinh phục đối phương đấy. Thì đấy là một cái sự bất bình đẳng mà tôi hy vọng rằng là sẽ rất là nhiều chương trình chúng ta sẽ có thể phá tan cái rào cản này đi, để cho cả nam và cả nữ họ đến với nhau bằng một tình yêu thật sự, họ không có những rào cản về mặt 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 cái quan niệm, về mặt ấn tượng như vậy, để mỗi một người bước vào cuộc quan hệ tình dục nó hoàn toàn thoải mái, rõ ràng là người ta có quyền đòi hỏi như nhau. Có nghĩa là vị trí châu cọc có thể linh hoạt thay đổi đúng không anh?